giờ nói như thế này, cái chiến dịch năm 75 giải phóng miền Nam mà cái đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi, đơn vị chúng tôi đóng ở sân bay A Lưới, Tây Huế. Chúng tôi nào nhận nhiệm vụ là đánh cái căn cứ Núi Bông Núi Nghệ, ngày 23 chúng tôi xuất phát. Có nghĩa là đánh đến kết thúc hết đêm ngày 24 sang ngày 25 là chúng tôi coi giải phóng toàn bộ căn cứ Núi Bông Núi Nghệ. Và sáng ngày 25 tháng 3 chúng tôi tiếp tục hành quân xung Huế, vào thành phố Huế, định vào Mang Cá, nhưng Mang Cá được giải phóng. Chúng tôi làm nhiệm vụ, lệnh của trên là hành quân thần tốc ra cảng Thuận An để án ngự. Thì chúng tôi ra đến đó thì có nghĩa là toàn bộ quân ngụy và gia đình ngụy là ở cái cảng Thuận An phải nói là rất nhiều, phải nói hàng vài nghìn người. Bởi vì mục đích của nó là ra ngoài đó để là chạy thoát, đi về tàu biển để chạy thoát về Sài Gòn hoặc là về Đà Nẵng hoặc là ở Nha Trang chẳng hạn. Cơ mà pháo binh của ta có nghĩa là chặn bắn rất dữ dội, cho nên là tàu không vào được, cho nên là bị tắc. Thì khi chúng tôi hành quân đến đó, chiến đấu đến đó thì có nghĩa là quân địch, có nghĩa là chúng tôi bị bao vây, quân địch ở cảng đó, và chúng tôi bắn một phát pháo, sau đó là địch bắt đầu kéo lên cờ trắng rất là nhiều ra đầu hàng. Thì cái nhiệm vụ này là do bộ binh với này xe tăng là làm cái nhiệm vụ kiểm soát, thế và đưa tù binh về Huế là do bộ binh. Thì sau đó chúng tôi giải phóng toàn bộ cái cảng Thuận Nam đó, thì và nằm nghỉ ngơi và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tiếp. Thì đến ngày tối ngày 28 là chúng tôi nhận nhiệm vụ đánh Đà Nẵng. Thì chúng tôi hành quân thần tốc đêm ngày 28 và ngày sang dạng ngày 29 cùng với quân khu 5 là giải phóng toàn bộ Đà Nẵng, tiêu diệt 10 vạn quân địch. Coi như là ngày 29 là thành phố Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng. Thế sau đó là chúng tôi nghỉ cho đơn vị nghỉ ngơi và củng cố xe pháo, bổ sung đạn dược, bổ sung về mọi mặt, về hậu cần đầy đủ để chuẩn bị hành quân vào phía Nam. Thì đến ngày 14 tháng 4 là chúng tôi hành quân, có nghĩa hành quân lúc đó là hành quân toàn bộ ban ngày hết, mình không phải ban đêm, nó sướng ở chỗ đó. Cho nên hành quân thần tốc cũng rất là nhanh, bởi vì đi ban ngày nó dễ, đường một nó rộng rãi. Thì đến ngày 24 là chúng tôi bắt đầu đến rừng cao su Đồn Đông Quế, cách Sài Gòn có khoảng 80 cây số gì đó. Vào tới như thế là rừng Tánh Linh ở Phan Rang, Phan Thiết để trú quân án ngữ cái khu vực mà địch nó lập phòng tuyến ấy, mất 10 ngày, từ 14 đến coi nghe 24 đã vào đến rừng Tánh Linh rồi. 24 thế củng cố xe cộ để bắt đầu chuẩn bị con đã chiến đấu ác nhất là cái trận tăng đối tăng ở căn cứ Nước Trong. Căn cứ Nước Trong này là có trường sĩ quan tăng thiết giáp của địch, cho nên nó rất là thiện chiến, mà nó lại là phòng tuyến án ngữ quê Sài Gòn, cách Sài Gòn khoảng 450 cây. Do vậy nó lập phòng tuyến rất là vững chãi, nói như các đồng chí trước là nó bố trí phòng ngự xe của nó rất là có hiện đại, lấp kín, ngụy trang tốt, mình thì là hành tiến lộ. Cho nên là mình bị tiêu diệt ở căn cứ Nước Trong không phải là ít, đây này cũng không nói được hết quân số thực tế, nhưng là đã rất nhiều xe đã bị hy sinh và đồng đội của mình đã đổ xương máu đấy. Bộ binh đánh kết hợp với xe tăng cũng bị thương vong rất nhiều. Xe tôi có một đơn vị, một tổ tam tam,
hoặc là có dăm người gì đấy phối hợp đi cùng, có nghĩa là quay ở trên xe 390. Thế khi mà quay nghĩa xe của xe tăng đấy là mục tiêu lộ, cho nên đối phương thường là bắn phản kích, thì bắn trúng xe thì là xe hỏng, nhưng lại bắn không trúng xe nhưng đạn nó phá lên trên trên thân xe thì bộ binh là dũng, có nghĩa là tương đối hết. Tôi kể cái câu chuyện này nó hơi bị có nghĩa là xúc động một chút. Xe chúng tôi đánh chiến đấu nhé, thì không được phép đứng tại chỗ để mà bắn đâu. Vừa đi vừa bắn, vừa lùi vừa chuyển hướng ngang bên phải bên trái để mục tiêu của mình là phải là di động, thì đối phương có nghĩa ngắm bắn của mình là không có hiệu quả. Thế thì như thế là có những khi mà chúng tôi lùi lại thì lộ ra như thế là bộ binh của chúng ta là bị thương lăn xuống, vẫy cấp cứu, vẫy có nghĩa là cho lên xe để mà cứu đồng chí ấy. Nhưng nếu mà xe mà dừng lại mà đưa đồng chí thương binh lên xe thì xe mình bị tiêu diệt toàn bộ. Bởi lúc ấy là xe đứng, cho nên không dám cứu, thương vong của đồng đội mình trông như thế nhưng không dám xuống bế lên ấy. Cho nên là hết sức thông cảm với lại cái việc mà chiến thuật chiến lược của chỗ. Thế thì sau khi chúng tôi thọc thủng có nghĩa cái vòng vây án ngữ của cái trường sĩ quan tăng thiết giáp ấy, ra cái đường lúc ấy là cái người ta gọi cái đường 15, học trên sơ bản nó là đường 15 nhưng bây giờ nó là đường 51 đi Vũng Tàu đấy, tên nó là giờ đường 51, nhưng lúc ấy là đường 15, đi từ ngã ba Thái Lan về cầu sông Buông thì cầu sông Buông lại bị có nghĩa là địch rút chạy, nó đánh sập, xe tăng dừng lại toàn bộ ở bên kia cầu để chờ công binh, không phải bắc cầu đâu mà phải làm ngầm, đổ đá làm ngầm cho xe tăng vượt suối vượt cầu sang bên này. Thì rạng sáng ngày 30 khoảng 1 giờ hoặc hơn 1 giờ chút thì thôi công binh mới làm xong ngầm, mới vượt được qua cái cầu ấy đi sang ngã ba Long Bình. Ngã ba Long Bình thì có một đường đi ra Phan Rang Phan Thiết, đi ra Dầu Dây, còn một đường đi về Sài Gòn. Thì đi qua cầu Long Bình thì cứ thế là coi nghĩa là chiến đấu theo hoành tiến. Tất nhiên là nói đây là nói vắn tắt thôi, đánh nhau vừa đánh vừa chạy vừa quan sát rất là phức tạp. Lúc ấy dân tị nạn, dân chạy loạn, nói cho rõ thế là từ ở trong thành phố Sài Gòn rồi từ có nghĩa Thủ Đức là chạy ngược lại để thoát thân, kể cả bằng ô tô, kể cả bằng xe lam, kể cả bằng xe máy, đông lắm mà chúng tôi không dám bắn. Bắn là bắn vào dân, chỉ khi nào lực lượng có nghĩa là chống đối lại, bắn lại mình thì mình mới tiêu diệt. Cho nên là lúc ấy là anh em mình hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, không là diệt cả dân. Đấy, thì được cái may là anh em tôi nhận dạng cũng giỏi lắm, vượt qua cầu Long Bình, chạy về gần Thủ Đức. Về Thủ Đức thì cái trường sĩ quan Thủ Đức nó cho coi nghĩa là lính ra ngăn chặn bộ đội ra. Tất nhiên là những cái xe đi trước, cái thê đội đi trước cũng đã bị rồi. Nhưng là người ta nó có một cái chiến thuật này này. Xe nào hỏng dừng lại, xe nào không hỏng cứ tiến. Cho nên là cái quân đoàn 2, cái nữ đoàn 203 rồi các vấn đề của xe tăng mới đến nhanh được như thế. Chiến thuật này chiến thuật của lãnh đạo chúng tôi lúc ấy là chỉ được phổ biến là anh nào hỏng hóc bị thương, anh nào có nghĩa là quay giảm sút chiến đấu ở lại, còn anh nào tiến là cứ tiến. Cho nên là mình được cái nhanh là nhanh cái chỗ. Thế thì đến như thế là quay trường sĩ quan Thủ Đức được có nghĩa là bị có nghĩa là bọn sĩ quan nó ra nó ngăn chặn nó bắn, như chúng tôi tiêu diệt. Cho nên là chúng tôi vượt được qua cái phòng tuyến ấy thì chạy mãi rồi đến cầu Rạch Giếc rồi đến cầu Sa Lộ. Thì càng vào trong thì cái ác liệt của ta lại càng lớn, áp lực lớn rồi nhá, mà ác liệt cũng lớn. Đến cầu Sa Lộ Sài Gòn bên đây chân cầu
là thấy xe tăng, bởi vì chúng tôi là thế đội sau. Đến đấy thấy xe tăng của ta, cái thì bị xa lầy, cái bị tiêu diệt, bốc khói, cái thì như thế là coi lao xuống hố rác. Thấy mặt một cái trận địa như thế là quá khốc liệt. Thì bắt đầu ngày 26 tháng 4, bắt đầu là 0 giờ ngày 26 tháng 4 bắt đầu ta nổ súng. Mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Thì nhiệm vụ của là nữ đoàn xe tăng 23 đánh căn cứ nước sông, dùng cái đại đội 5 xe tăng của tiểu đoàn 2 đánh căn cứ. Đây nó là cái trường sĩ quan thiết giáp của ngụy, còn nữa cũng là rất là quy mô và cũng là chiến đấu cũng rất ác liệt. Đại đội 5 thương vong cũng lớn, cho nên là cũng không đủ sức chiến đấu được. Thế cho nên là nữ đoàn quyết định đại đội 4 là cái đại đội thiện chiến lúc bây giờ, đánh đâu thắng đó. Sau đó là chúng tôi bàn với anh Thận, với là đồng chí Tụ, Dương Xuân Tụ, nữ đoàn phó. Bây giờ bàn cách đánh, bởi vì đại đội 5 cách đánh nó khác. Chúng tôi phải nghiên cứu đánh như nào để mà thắng, cái đó mới là quan trọng. Thế cho nên là cái sườn in ngựa nó rất là dài, mà ở bên này là thấp, cho nên xe tăng triển khai hàng ngang này, thì có nghĩa là ở bên kia địch không phát hiện được. Thế là chúng tôi đặt nữ đoàn nói là đánh đêm, thế mà chúng tôi đề nghị đánh đêm không thể quan sát mục tiêu được, mình sẽ không giành thắng lợi, và chúng tôi đề nghị đánh ban ngày. Thì nữ đoàn nhất trí, bảo tôi với anh Thận ấy, chúng mày táo bạo thế cơ, các ông nói đùa đấy. Thế cơ mà chúng tôi là bảo đánh ban ngày, quan sát mục tiêu rất là dễ. Thế sau đó bây giờ nói ban ngày ấy, thì nó có cái điều kiện, nó có đặc thù nó như này. Bởi vì địch có nghĩa là thất thủ ở trong căn cứ nước trong rồi, nó án ngữ cái trục đường 15, một hướng là về Vũng Tàu, một hướng về Sài Gòn, về Tổng kho Long Bình. Thì ở đấy nó có rừng cao su cái rất là tốt, cho nên là xe của nó phòng ngự ở đó, nó chặn, có nghĩa là chặn cái hướng của mình tấn công ra. Mình ở ngoài nắng này thì ở bên trong nó nhìn rất rõ. Khi mình nhìn vào rừng cao su thì mình nhìn vào nó rất là tối, không thể phát hiện mục tiêu được. Thế là chúng tôi bàn bây giờ cách đánh như này, không nhìn thấy mục tiêu, mình phải sử dụng đạn nổ, đạn pháo nổ, mỗi xe 4 hoặc 5 quả gì đó. Thế là đồng loạt tiến lên cái là bắn mỗi xe từng đấy quả, có nghĩa là tan tành hết cái sườn rừng cao su. Thì có nghĩa là xe tăng của địch M41, M48, M113 có nghĩa là trơ hết. Sau đó là đạn xuyên, phát hiện cái là xe nào phát hiện mục tiêu là tiêu diệt, đạn xuyên tiêu diệt xe tăng. Thì có nghĩa là theo đúng hiệp đồng tác chiến là các xe là phát hiện được mục tiêu, có nghĩa là bắn, có nghĩa là tới tấp vào cái đội hình xe tăng của địch. Và có nghĩa là chúng đó cũng rối loạn, và chúng tôi tiêu diệt cỡ khoảng 5 hoặc 6 cái xe tăng gì đó, và tiêu diệt một số lính ngụy. Sau đó là nó rút chạy về tổng kho Long Bình. Thì chúng tôi bắn theo. Thế mà đại loại sau đó là chúng tôi có nghĩa là hoàn thành cái nhiệm vụ, đến 12 giờ mới kết thúc cái trận chiến đấu ở căn cứ nước trong. Thế và chúng tôi ngự lại ở chỗ ngã ba, bây giờ gọi ngã ba, ngày xưa ngã ba Thái Lan đấy, đường về là Vũng Tàu mới đường lên giờ đấy, chỗ ngã ba gọi là ngã ba Thái Lan. Chúng tôi củng cố tổ chức, bố trí là cho anh em là bổ sung đạn dược, rồi bổ sung dầu, có nghĩa là đầy đủ hết, và bộ đội ăn cơm nước no nê các thứ. Thế sau đó mà sáng ngày
30 tháng 4 là chúng tôi đã tập kết ở chỗ ngã ba Long Bình rồi. Thế còn đại đội 2, đại đội 3 là ở cái mũi thọc sâu của lữ đoàn 223. Đại đội 3 là đại đội Anh Hùng, đại đội 2 là của tiểu đoàn 1 và đại đội 4 cũng ở nằm trong đội hình của tiểu đoàn 1. Thế mà lữ đoàn là giao cho đại đội 3 là cắm cờ. Chứ chúng tôi chưa phải là đơn vị cắm cờ đâu, lữ đoàn chưa giao. Cái lúc mà khó khăn đã liền nhất lữ đoàn mới giao. Thế thì sau đó là hai đại đội này đến cầu Sài Gòn. Thì bây giờ nói thực ra là cái phòng thủ, cái tuyến phòng thủ của nó là cuối cùng. Cho nên nó bố trí hoàn lực phải nói là rất mạnh. Bởi vì nó là cái vành đai cuối cùng của địch. Cho nên là khi mình tiếp cận đến, gần đến cầu Sài Gòn, có nghĩa là bên kia các loại pháo, xe tăng M48, M41, rồi pháo các loại cỡ chống tăng, thế rồi các loại súng tiêu diệt bộ binh. Thế thì hai bên có nghĩa là chiến đấu cũng rất là quyết liệt. Mà tôi phải nói là đời tôi làm lính tôi đánh nhau cũng mấy trận rồi, cơ mà chưa có cái trận nào ác liệt như là đầu cầu Sài Gòn. Thế bên kia cầu thì nó vẫn bắn sang. Thế thì lại tường thuật tả lại cái cầu nó như thế này. Cái cầu ở Sài Gòn gọi là cầu xa lộ Sài Gòn bây giờ đấy. Bây giờ thì làm to gấp đôi rồi, nhưng trước là không được to thế. Thế thì nó lại vòng. Đấy, nếu mình ở dưới chân cầu bên này mà bắn lên thì toàn thăng thiên hết. Rất khó bắn địch. Nhưng nếu nó đậu ở chóp cầu, ở vế bên kia, nó bắn xuống mình, rất trúng. Cho nên là mình bị tiêu diệt rất nhiều xe đấy, ở chỗ ấy. Thế thì sau khi nói như các đồng chí trước là tôi không nói lại, diễn ra ban chỉ huy đại đội họp quyết tâm vượt cầu, chứ nếu mà không vượt cầu nhanh thì hết tốp máy bay này, hết tàu thủy này nó sẽ đánh, có nghĩa là coi hỏng cầu thì mình không vượt được. Nên đến đầu cầu Sài Gòn thì có nghĩa là bãi chiến trường, có nghĩa là rất ác liệt. Xe địch cháy cũng ngổn ngang, thế rồi xe ta cũng cháy. Thế rồi xe bị sa lầy, xe bị hỏng, xe đội bụng ở cái gân phân làn đường, cho nên cũng bị kẹt, không thể đi được. Thế rồi anh em xe tăng, bộ binh là bị thương, rồi thương vong cũng rất là nhiều. Có nghĩa là nằm hai bên đầu cầu này, có nghĩa là nan liệt. Anh em hy sinh, rồi anh em bị thương, băng bó cho nhau. Thế rồi ngay đồng chí tiểu đoàn trưởng của chúng tôi, đồng chí Ngô Quang Nhỡ là hy sinh ngay tại đầu cầu. Lúc đó tôi mới cho y tá và đại đội 4 tôi sang xem thế nào. Thế thì tôi sang có nghĩa là sờ anh ấy của nó, mới có nghĩa là mới hy sinh xong. Thế sau đó là đấy là nói thế thôi, nhưng mà lúc này ấy, là địch có nghĩa là vẫn bắn lên dữ dội, bắn sang rất là dữ dội. Thế và ấy là tàu chiến của địch nó ở sông Sài Gòn nó cũng bắn lên vãi đạn như mưa, tóm lại thế. Thế rồi một tốp máy bay là nó ra, là chủ trương của nó là định cắt cầu Sài Gòn để chặn bước tiến của mũi thọc sâu của quân đoàn 2. Thế cơ mà cái hỏa lực 12-7 rồi pháo phòng không của bộ rồi của quân đoàn bắn lên có nghĩa là cũng rất ác liệt. Cho nên là chúng sợ, nâng độ cao, thả bom không súng. Và từ đó chuẩn mất. Thì có nghĩa là chúng tôi cũng là cái thời cơ để chúng tôi vượt cầu rồi, quá tốt rồi. Thế và lúc này thì cán bộ lữ đoàn ở tuyến sau rồi, người ta chỉ huy ở phía sau. Thế cán bộ tiểu đoàn thì lúc này cũng không thấy ai cả. Và hai đại đội kia cũng bị thương hết. Cho nên chúng tôi hội ý chi ủy bất kỳ một giá nào tổ chức cho đơn vị vượt cầu, giành thắng lợi. Đấy là cái nghị quyết
cái quyết tâm của chi ủy và ban chỉ huy đại đội chúng tôi như thế. Thế sau đó là tổ chức vượt cầu như thế nào để giành thắng lợi được. Thế thì chúng lúc này chia thành hai tốp. Tốp đi đầu 3 xe tăng. Trong đó có xe tăng 390 là xe chính ủy viên là cùng cái tốp này, có nghĩa là để là cho anh em nó vững vàng. Nó biết là xe chính viên đi là cảm thấy nó yên tâm, hiểu chưa? À, thì còn 5 xe ở lại thì đồng chí Thận đại đội trưởng chỉ huy bắn pháo sang kia để có nghĩa là chi viện cho cái 3 cái xe này sang trót lọt. Thế như vượt cầu cũng không phải là chạy như bây giờ như cầu Trương Dương rồi cầu nọ cầu kia, nó xếp thùng thùng phi đựng cát ấy, rích rắc, thế rồi xác xe tăng của nó bị cháy, nó ngổn ngang. Thế mình đi là không phải là có một lèo đi, nào đi phải lách 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 đấy, nó lại khổ thế. Đi như thế là vừa quan sát địch, vừa bắn địch, lại vừa phải lái để quên làm sao vượt được cầu càng nhanh càng tốt. Ba xe này sang chỗ nọ rồi thì 5 xe chúng tôi tiếp sang, cái đoàn của anh Thuận tiếp sang. Thế là chúng tôi có nghĩa là giờ phút đấy là chúng tôi đã tổ chức và thành công vượt cầu, thành công rất là thắng lợi. Đến ngã tư Hàng Xanh thì cứ rẽ trái qua 7 ngã tư. Thế thì đi đến Hàng Xanh thì xe 390 được phát hiện mục tiêu, thì Ngô Sĩ Nguyên bắn một phát pháo là tiêu diệt gọn 2 xe, trong đó chở rất nhiều lính bị có nghĩa bị tiêu diệt gọn hết. Thế sau đó là xe 390 là rẽ trái, cứ theo tinh thần như thế mà rẽ là rẽ đúng. Thế thì sau đó là cái xe 866 của Lê Tiến Hùng là trung đội trưởng dẫn đầu đội hình thì đi đến gần cầu Thị Nghè là ở bên trên tầng, nó bắn nén xuống cái quả là M72 chống tăng thì cái xe này bị thương, đồng chí Hùng bị thương rất nặng và đồng chí công binh của quân đoàn đi theo cái xe này thì cũng bị hy sinh, có nghĩa nó bắn ngoài đấy, có nghĩa là cháy xém hết, quần áo bay hết, người cháy đen. Thì sau đó là đến xe 390 dừng lại thì là chuẩn bị xuống là tổ chức là thương binh cho anh em, bởi vì chính trị đi đâu là anh em mình phải giải quyết chế độ. Thế cơ mà rất may được nhân dân ở đó ra là giúp đỡ, nó rất hay chỗ này. Thế sau đó là đưa đồng chí Hùng vào viện gần đó thì dân người ta cũng rất là tốt. Thì sau này cái xe 390 bắt đầu hành quân thì cái xe 390 này trở thành dẫn đầu của đại đội 4 đánh vào Dinh Độc Lập. Thế sau này chúng tôi đến gần đến Dinh Độc Lập rồi thì là coi nghĩa là bị lạc đường. Thế xe anh Thận thì đi sau. Học xa bàn thì có học, nhưng vào thành phố là ở cái bối cảnh là mình coi chưa biết bao giờ. Thế thì cứ chạy, chạy thậm chí là xe anh Thận anh đi sau mà rồi cuối cùng anh lại đến trước. Bởi vì anh ấy đi vào cái khu sở thú chính diện như thế là quay đối diện với Dinh Độc Lập ấy. Các đồng chí sau này các đồng chí anh em là biết ấy. Thế còn tôi lại đi ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thế thì đi thì tôi có một cái cảm giác là đi này thì biết đến đâu, đến bao giờ thì đến Dinh. Mục tiêu của mình là đến Dinh cơ mà. Thế thì tôi mới cảm giác là có khi mình đi lạc lại rất là may ở chỗ này. Lúc ấy có một cái thanh niên là khoảng 17, 18 tuổi, nó xách một cái vali. Nó đi trên về nhà mà nó đi vội vã lắm. Thế tôi bảo anh Toàn là khả năng mình bị lạc, anh Toàn bắt thằng kia nó lên, nó hỏi đường, nó chỉ đường cho. Đấy, thế thì tôi mới dừng xe, bắt nó lên. Tôi mới thò đầu ra, tôi hỏi bảo đường về Dinh Độc Lập đâu. Nó bảo các ông đi hơi quá rồi, các ông phải lùi lại chút nữa. Thì đi sang bên kia, tôi mới lùi xe lại, đánh xe vào đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
và tiến thẳng một phát thì đã trông xa xa đã thấy cái 843 của anh Thận, bởi vì trên xe nó có cái biển số mà xe của mình nhận ra nó rất dễ. Thì xe anh Thận đã tiếp cận vào cửa Dinh Độc Lập, gọi cổng Dinh Độc Lập là chính xác. Thế thì tôi đến đấy thì tôi mới nhanh chóng tôi hỏi anh Toàn, bởi vì xe của anh Thận là nó đến trước nhưng nó lại đậu lại ở cổng phụ. Thế sau này thì dùng cái từ là xe 843 mắc kẹt, nhưng thực ra một là có thể nó chờ đồng đội, hai là nó đi vào cái cổng phụ thì nó an toàn, bởi vì trong chiến tranh thường là những cái cửa mở là đặt mìn rồi hỏa lực, cho nên là tôi cho là lái xe của 843 Lữ Văn Hỏa là nó cũng tinh vi, mà cũng có thể là do anh Thận chỉ huy. Thế thì tôi mới hỏi anh Toàn là bây giờ mình nào, nếu mà xe cái vào thì mình theo đuôi vào thì nó là một chuyện khác rồi. Thì xe anh Thận tiếp cận vào cổng phụ trái, thì xe tôi cách đấy cỡ khoảng 40 mét. Thì bắt đầu là đến gần đến cổng thì đồng chí Nguyễn Văn Tập lái xe hỏi bảo thế nào anh Toàn, tôi đành tông thẳng vào. Anh Toàn quyết định mình tông vào đi. Thế là tôi mới chuyển hướng tay phải, chính diện coi cổng chính tôi lao một phát. Thì từ cổng cái đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ấy vào đến cái cổng của Dinh Độc Lập nó cũng chỉ chừng 10 mét thôi. Cho nên tôi lấy đà tốc độ lao phát tung ngay. Đấy, lao phát tung ngay. Thế còn sau này xe 843 tại sao người ta bỏ kẹt? Là bởi vì ông đã dừng ở đấy rồi. Số của ông là có nghĩa là khi ông khởi động, ông dúi vào cái cổng thì nó có hai cái cột cổng thì nó bị kẹt là đúng rồi. Bởi vì ông không có lực. Thế là cuối cùng như thế là xe của 390 của tôi lao thẳng quay vào Dinh Độc Lập. Theo có nghĩa là đồng chí lái xe ấy là chuyển hướng chính diện và tăng ga, có nghĩa là xe lao thẳng vào húc bung hai cánh cổng sắt và tiến vào sân Dinh. Sau đó đến gần đến cửa, đến hết cái bãi cỏ ấy, là xe bắt đầu dừng lại. Xe mình là xe vào đầu tiên, chứ không còn cái xe nào vào đâu. Mà xe thiết giáp của địch nhé, hãng còn đậu ở bên phải, ở cái đường nhựa đấy, ở cái khu cây cổ thụ ấy, hai ba chiếc. Nó thấy xe tôi lao vào cái, nó bỏ xe nó chạy. Đấy, thì mình đã thấy nó bỏ xe nó chạy là mình đã vững dạ rồi, mình đã có thế mạnh rồi. Thế tôi lao qua cái thảm cỏ ở cửa Dinh Độc Lập, tôi tiến vào đấy. Tiến vào đấy thì các anh ấy bắt đầu tổ chức lên như thế là Dinh. Thế tôi ngồi tôi bảo vệ xe. Lái xe thì nó là cái như thế. Lái xe không bao giờ được bỏ xe, tức là bỏ xe là bỏ vũ khí. Đấy, cho nên là tại lắm người bảo tại sao ông không chạy lên với các ông? Bảo không được, về nguyên tắc không được. Mà lúc ấy trưởng xe người ta là toàn quyền, không cần phân công cũng biết là mình phải ở lại bảo vệ xe. Thế thì lên trên đấy là anh Toàn rồi anh Nguyên rồi anh Phượng, lại cái sau anh Phượng cũng lên. Thế còn tôi giữ xe thì tôi thò đầu ra nhìn quan sát biết hết tôi như nào. Thế thì các anh lên thì như thế là về sau xe sau các cái xe sau họ cái thê đội sau người ta vào kín Dinh ý. Chỉ trong 5-10 phút thôi nha, là xe rất nhiều, ô tô này, xe tăng này, rồi mọi cái tầng lớp bộ đội bộ binh này, người ta vào sân Dinh. Chứ không phải một mình đánh nhau đâu, cả một thê đội. Đấy, thế thì lên trên đấy, thì các anh lên xong rồi thì tôi mới ngồi, tôi bảo vệ, tôi quan sát được hết, có nghĩa là các cái hành vi, rồi các cái động tác của chỉ huy, rồi bộ đội ta như thế chiếm Dinh Độc Lập như nào. Thế thì ngồi tương đối lâu mình sốt ruột, tôi bảo kiểu này mẹ chưa bao giờ được vào cái chỗ các ông đang làm. Tôi bỏ xe tôi chạy lên trên đấy, tôi chạy bộ lên trên đấy. Tôi thoát đi xe tôi lên trên đấy, tôi lên đến cái thảm cỏ, cái thảm nhung ấy, nó dài ở cửa Dinh Độc Lập đẹp lắm. Tôi mới ngẫm nghĩ thế nào, tôi bảo mẹ này mà coi lấy mấy cái thằng lính xe tăng thiết giáp mà nó lại nó chiếm xe phản kích thì mình chết.
nghĩ trong bụng thế thôi chứ không nói với ai được. Thế thì như vậy là tôi lại quay lại xe, tôi lại ngồi tụt vào trong xe. Thì tôi có nghĩa là bây giờ nói là phải nói cái chỗ này nữa, là theo tinh thần là đơn vị nào vào trước là phải có trách nhiệm cắm cờ, xe nào vào trước là phải có trách nhiệm cắm cờ, chứ không thể chờ cái đơn vị mà được giao thì nó mất thời cơ, đồng bào rồi đồng chí vẫn còn đổ xương máu. Thế là tôi mới cầm lá cờ nhảy xuống, chuẩn bị nhảy xuống, thì anh Phượng là đại phó là kỹ thuật ấy, có nghĩa là anh nói chỉ ra phía sau, tôi quay ra thì anh Thận đang nóng góp cầm cờ chạy theo. Thế là tôi mới thôi, tôi bảo bây giờ nghĩ bụng, mình nghĩ bụng thôi, là bây giờ hai anh em mỗi người một cầm một cái lá cờ thì cắm vào đâu, nó chỉ có mỗi cái cột cờ thôi. Thế là tôi mới nhảy xuống, tôi lúc đấy tôi đã nghĩ rồi, tôi đeo khẩu súng, lúc nào cũng đeo khẩu súng ngắn. Tôi bảo thế thì xuống, bây giờ vào trong đó, bây giờ đeo khẩu súng ngắn xử lý không nhanh. Tôi mới túm thêm khẩu AK nữa, tôi lên đạn, nhảy xuống tôi lên đạn sẵn. Thế là tôi chờ anh Thận. Thế là anh Thận đến, là hai anh em cùng chạy lên Dinh.